Rồi, ok. Hôm nay chúng ta sẽ làm uh, acc của bạn Ninh. Thì này làm uh, clip lưu trữ. Acc này là 53 triệu lực chiến là nhắn tin ở server 500. Đấy, anh em server 500. Oai. Anh em server 500 khi mà làm clip lưu trữ không biết làm gì tôi vô tôi chết cái gì đầu tiên không? Mẹ anh em Silver anh em server 500 có một cái đặc sản không bao giờ quên luôn. Oai thằng này có ba dòng tóc phải không à ui bị đặt, đặt, uh, thứ hai sau ặt của ngày xưa là có ba dòng tóc <cười> <cười> mẹ tôi nói với ông ở đặc sản xe 500 năm trăm luôn Vậy từ đó đến giờ tôi vô tôi làm mặt nào cũng hai dòng tóc hết đặc sản luôn phải không à? từ đó đến giờ luôn hay quá nên ơi ủa mặt này làm clip cục móc hay là làm lần nào làm clip cục móc hay là clip lưu chữ người ta như là clip cục móc đúng không à vừa rôn ra luôn à, à vừa rôn ra luôn á anh à, hết à, <laughs> <laughs> vậy là vừa mới ron ra luôn á hả ngày xưa là ngày xưa là ngày, ngày xưa là tôi vô ạc này xưa tôi vô ghi vào này tôi vô tôi chết con flash thôi ngày xưa xe này vui lắm đây trước khi làm clip tụi mất tôi kể cho mấy ông vui ngày xưa đúng không là ngày xưa là mấy anh em này nhắn tin đó, là đầu tiên anh Hà là, là mấy này là được anh Hà, anh Hà anh Hà anh Hà nhắn tin bên Facebook cho tôi anh Hà xin làm clip thì làm chung với mấy anh em này luôn mấy anh em gửi là nguyên một tôi nói nguyên từ cái dãy này nha từ top 1 là ặt của con bưng ngày xưa thôi là con flash 2 rồi sau này lấy con bách 3 thôi là trừ ạc của con bưng có 3 dòng tóc thôi còn lại từ top 1 cho tới top 10 toàn là flash 2 sao lại 4 sao tím không có con không có siêu tiệt kỹ luôn mà hai sao mà không có siêu tiệt luôn à. Ừ. <laughs> Ủa 70 triệu à Tại sao để vậy nhỏ để gì tôi không chỉnh lại mất được kiếm gắn chịu 64 đâu 70 64 nè đang để đồ hình mạnh nhất luôn rồi nè 64 64 nha đó, là do mấy anh em nha tôi làm clip là bao nhiêu lượt chiến là tôi để y chang lên vậy đó nha chứ tôi không biết đâu à à kích 70 đó 70 chuyện của kích tôi có bao nhiêu là tôi gắn vô đồ hình gì thôi còn mấy bạn làm clip mấy bạn phải để số lượt chiến đẹp để tôi làm clip lưu trữ tôi đăng lên chứ bao nhiêu rồi nhiều nhiêu 64 à tới 4 server à rồi 70 à rồi ok

đây bây giờ có đèn nhân vật này bữa vô chết chiều mới ngủ cà phê mới ngồi nói chuyện với nó xong đây anh đi nè đó giờ này con phải lát làm đéo gì có hai có ba dòng tóc <laughs> đấy để tên điên đây nè chơi game đó giờ làm chơi đỡ hai dòng tóc vẫn hai dòng tóc đấy từ đó đến giờ luôn á mẹ đó nói chung mà trong server này gãy con phải lát nhiều gãy con tốn tốn kim cương vô con phải lát này nhiều lắm người ít nhất phải tốn hai chục ngàn kim cương đấy rồi ok đó thì ạc gì uh, này hơi tham lam tôi nói ạc này tham lam lắm tôi vô tôi nhìn lấy tướng rồi thấy tham lam rồi tự nhiên nè tôi nói ạc này tham tôi nói tôi nói tham lam mấy ông biết tại sao không là nếu như mà đại gia tôi không nói nha ạc này chắc chắn không ạc này là 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 ở trong nói chung là ạc này nạp tùy lúc nhưng mà kêu để tôi nói ạc này tham lam thì sao À, mà đã có con vuông đất hai rồi thì nếu như bk mà mê con xương rồng lắm đúng con xương rồng nó mạnh thiệt nhưng mà lấy con xương rồng hai là bao phí thiệt lấy con xương rồng hai là bao phí chưa hết con xương rồng hai lấy thêm con con đi cây này ok chấp nhận đi cây này ok chấp nhận được nha con nhưng mà con xương rồng hai bao phí Trừ con xương đồng 2, nếu mà con sương rồng này quay cũng cỡ tầm 200 vé mà ở WC2 thôi thì ok, tôi nói làm gì, hên thì chấp nhận Nhưng mà ạt này mà con sương rồng 2 mà đắp thêm con, con Bloodhound 2 nó bị phiếu quá Thiệt Nửa, 2.5, nửa Đang tới có 1.5 không, tui nghi cái 1.5 quá đó. đó, kiểu gì mà không 1.5 Kiểu gì mà không 1.5, có 1.5 luôn không Kiểu gì mà không 1.5, trời ơi vẫn hai con bảo hiểm đó, tui đói mày Trời ơi, hai con bảo hiểm luôn mà Dân chơi mà dư một hồn mà không dám quay tiếp Để coi còn nhiêu vé coi. rồi Trời ơi Rồi, hết giấy đen luôn Trời ơi Cái gì mà còn ba trăm mấy với siêu kỳ Trời <laughs> mẹ, Má Nó dầm lộn mà vậy Mày chích mẹ nãy giờ là mặt thứ ba chắc dầm lộn mà. mấy ông Cái này với đen đúng không 321 với đen đúng không Dầm lộn mày là tôi, tôi dầm lộn mày là nó, nó, nó thiệt gì Ôi Đủ Hạt này buông với siêu kỹ á à? <laughs> Ôi Con nào chắc cũng có siêu kỹ luôn á Ôi Đúng con Ôi mấy siêu kỹ 4 sao luôn Ôi con nào cũng có siêu, có siêu kỹ 4 sao luôn Ôi full siêu kỹ với không <cười> <cười> Chắc chắc làm nãy giờ nhiều quá Nó bị lỗi hình ảnh với siêu kỹ với ông ông Tới thiếu rồi Mà với đen cũng ít hơn với siêu kỹ Từ đó đến giờ nha từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ tôi làm cái ạc nào mà giấy siêu kỹ nhiều hơn giấy đen <laughs> <laughs> thiệt đây là ạc đầu tiên mà tôi làm là giấy siêu kỹ nhiều hơn giấy đen luôn á mấy ông đổ vãi cứt thiệt hỏi bế nạp nạp mua giấy đen chứ đi mua giấy gì mua giấy siêu kỹ không vậy Mày tầm này mà giấy siêu kỹ này mà quẩy tách xong mà kia thì thôi chứ siêu kỹ bốn sao <laughs> em cứu nè em cứu cứu gì cứu này nạp vô cứu rồi chứ em cứu cái gì đặc em thì tầm này con nào cũng mút chung chuột được tầm này nói chung là cứ full đầu kênh một bây giờ bây giờ bây giờ nè anh có cách như thế này thì uh, chỗ anh em chỗ anh em anh cũng kể nghe câu chuyện anh cũng có quen người người đó cũng lấy taser một nhưng mà được cái là có niềm tin mặc dù đéo đủ giấy siêu kỹ luôn nhưng mà vẫn có niềm tin uh, niềm tin đôi giày hai thì anh khuyên em như thế này hiện tại với siêu kỹ đang nhiều nha với siêu kỹ đang nhiều nhiều vải cứt em ơi ủa với siêu kỹ từ đây em lấy chắc tới siêu cũng nếu hết thì câu chuyện mà lấy con tách super kỳ một về mình đơm thêm siêu kỹ vô cũng được mình vác hai đôi giày vô cũng được thiệt mình vác hai đôi giày vô cũng được không sao hết á tầm này mà tầm này mà viết siêu kỹ kỷ này tôi với Tatsumaki một mà vác hai đôi giày vô hoài mẹ quách xà luôn thôi <laughs> nó giỡn thì tôi tầm này con nào ra cũng lấy con nào tặng này nạp cái này con nào ra cũng lấy được có full nào quất một quất cần một siêu kỹ thôi thì chọn thích con nào thì quất cần cái cái giấy siêu kỹ này dư nhiều quá mà thiệt hạt này cái giấy này dư siêu kỹ quá thì thích con nào thì đơm siêu kỹ con nó bốn sao thôi đơn giản thôi này dễ mà siêu kỹ năm sao luôn cũng được nhưng mà năm sau rồi nên lấy con bách thì sẽ ngon hơn còn ạc này tướng nào không lấy rồi chắc chắn ạc này cỡ ví này tướng con nào cũng lấy được nha nạp nạp mà mức mức thi tinh nhìn là tôi biết nạp là thấy nào nạp lấy rồi thì ở quách một con nào cũng lấy đều cho nên là còn nếu bỏ ra xong thì ok chơi trong giai đoạn sau thôi đấy Ờ UG lấy lấy UG lấy siêu kỹ hết mà dư với siêu kỹ này dư cái này lấy bốn sao còn dư tiệt gai mà nạp mà mấy anh em nạp cứ cầm tầm này hai triệu mỗi tháng là mấy em dư sức rồi để coi thử tính năng chiến thuật coi để làm ăn như thế nào rồi. Anh hùng ok, Bạn đam, đồng của đầu. Xui nha. Cái này nha, cái này mấy anh em không coi nè, cái này mấy anh em không lưu ý nè. Cái này tôi bảo đảm luôn là là em không đọc chỉ số đúng không? Cái này bảo đảm luôn. Nó lắp như thế này là nó không đọc. Lắp như thế này mất mớ lực chiến luôn nha. Đầu tiên anh nói nha, cái thẻ này ba sao đúng không cái thẻ này ba sao nó đéo bằng cái thẻ cam này một sao đâu một sao là cái thẻ cam này một sao nó đã cộng ngàn sáu rồi chưa kể nha em đang kích cái này là em đang kích phôi hai sao nha xong em vô em coi nè em đang kích phôi hai sao đúng không đâu có thể là cái thế này đúng không đây thì chụp xôi đúng không quái nhân thì bắn vô đây em coi hai sao của cái tím là cộng 30 mà trong khi đó một sao của cái vàng nó nó cộng 60 rồi Bây giờ trong trường hợp ok, em không đủ bốn cái, em không đủ bốn cái thì em đi cái bộ thường thôi, em đi cái bộ thường của sao tím thôi, em đeo vô kích lực chiến nó còn cao hơn tại sao không em đeo đeo ba cái cam một cái tím. ví dụ như nói nha, ok, ví dụ như nói chỗ này nha, ví dụ như bài bài toán về lực chiến ảo đi. Đúng không? Bài toán về lực chiến ảo đi. Thì ví dụ chỗ em đang có 1 2 3 4 này, mới một cái thể này, cái này ba sao bằng cái này tại sao hai cái này bằng ba sao đeo vô ok nhìn vui hơn á. Này ba sao nè, rồi cái này cái này cũng ba sao cái này đeo vô cái này bốn sao ok đeo được chiến như nhau mà khi mà em đeo vô nó kích cái bộ mà cái bộ một lên thì cũng tính cái này hai sao bây giờ đeo vô cái này thì kích cái này có ngàn hai à thì trên lịch lực chiến cái này không trên nhiều chủ cái bộ này được cái bốn sao mà đeo vô cái này nhìn <laughs> nhìn nó nhìn nó đẹp nha đeo nhìn nhìn cái động lực phết nhưng mà đeo cam sao này đỡ phải nâng tại vì nói sao ta mọi người biết tại sao là cái sao tím này phải nâng nâng ít ít thôi không tại vì uh, mọi người uh, đây là gọi là 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 đó thì tính bộ tím biết là tính bộ tím nhưng mà tôi nói là chỗ này lực chiến nè lực chiến cái chỗ này nâng lên cái bộ này mấy ông đẩy sao luôn cái chỗ này hai sao nó có ngàn hai á không sau này cái bộ này nè mấy ông nâng cái này tiết kiệm thôi tôi nói là ở không tiết kiệm nhưng tôi không tính về hiệu quả lực chiến nha là sau này cái tím này nè mấy ông đi làm phôi ác lắm nó thiếu nhiều lắm mấy ông nè à. mấy ông đi hỏi mấy ông xe và cũ đi thiệt mấy ông chơi game á, mấy ông tương tác với mấy ông siêu cũ đi mẹ siêu vừa cũ á, bây giờ đi mò cái này nè tôi nói đi mò cái thẻ luôn á nha mấy ông đi mò cái thẻ này mò chích mẹ luôn nè mấy ông coi nè nghe tôi nói nha mấy ông mấy ông đi siêu vừa cũ á, tầm này mấy ông đi mò cái thẻ này mò chích mẹ luôn chả qua là mấy anh em chưa nâng thôi chả qua là mấy anh em chưa nâng phôi cam thôi mấy anh em đi được tính năng chiến thuật á tôi nói mấy anh em nâng cái nâng cái phôi tím á xong này cái phôi tím này nó thiếu cực kỳ thiếu luôn cho nên là mấy anh em phải xài tiết kiệm đi nha yeah. à, cái cái nào cũng thiếu đó cái nào cũng thiếu xanh tím gì cũng thiếu cái này cũng không nữa cái này mà cùng lắm nâng lên cái cam mà gãy liền cho nên là là mà mà khi mà nâng á là thường mấy anh em sẽ đua tốc độ là chính đua tốc độ là chính nâng đua tốc độ là nó sẽ ngon rất là nhiều cho nên là mấy anh em phải tiêu tiết kiệm một chút để uh, mấy anh em cho giai đoạn sau nó khỏe hơn tại vì kiểu vào mấy cái này sau này mấy anh em đi ải mấy anh em đi ra nó cũng nhiều mấy anh em cũng nâng phô dư lên được chưa kể mấy anh em ngủ vinh dự nữa cho nên là sau này nó sẽ dư cho nên là mấy anh em nâng cái tiết kiệm một chút để nó sẽ ok rất là nhiều khi mà sau này mấy anh em nâng mấy cái phôi vàng này nè mấy anh em nâng mấy cái phôi vàng này nè nó đỡ tốn này nè đó thấy không mấy anh em nâng cái phôi vàng này nè một cái là năm sao tím nha mấy anh em từ từ 3 sao đến 4 sao thì mấy anh em sẽ cần hai cái phôi vàng và một cái sao một cái phôi năm nha thì tính ra năng cái bụp một cái là mất hết nha năng cái bụp một cái là mất hết nha ờ, hết sạch này hết nhanh lắm cho nên là tiêu tiết kiệm một chút năng cho nó nó nó, nó, nó thấu đáo chứ nâng gì lên đó, ok nhìn vô đẹp đẹp thiệt nhìn ngon thiệt nhưng mà cái lúc mà thiếu phôi ấy, tự nhiên cái này ba sao cái này ba sao mình trong khi đó mình để tài nguyên lúc nó thiếu cái này nè quan trọng tôi sợ lúc đó là thiếu cái này thôi thiếu cái chip này nè tôi sợ là bị thiếu cái chip xanh này nè mấy em bị thiếu cái chip xanh hoặc là mấy em bị thiếu cái phôi xanh này nè mấy em bị thiếu phôi là mấy em gãy liền tự nhiên xong phải chờ nâng cái lâu ơi lỡ lâu bây như mấy anh em nào mà đi năng lộn với như mấy anh em nào đi năng lộn mấy cái cái đi năng lộn mấy cái này lên một hay sao nè năng lộ mấy cái này lên một hay sao, sao giờ chuyển qua chuyển lại đâu được đâu phải nâng lên ba sao mới hạ sao được đó nó sẽ bị cực rất là nhiều cho nên là phải nâng nâng mấy cái này mấy anh em phải lưu ý nha mấy em khi mà nâng mấy tính năng chiến thuật này á tôi khuyên như thế này à, khi mà nâng một cái tính năng chiến thuật á ví dụ như tôi làm clip hướng dẫn á, ok tại vì tôi không có nâng nha tôi không có nâng cho nên là khi mà khi mà công chuyện là 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 mấy em nên đi hỏi trao đổi với mấy cái top server á, trao đổi mấy cái top server á là nâng cái này nó tốn như thế nào và định hướng nâng cái gì trước à, ví dụ như đối với những người chơi không tóc thì người ta sẽ nâng tập trung vào những cái thị tăng công hay cái gì đó và còn mấy em nào đu tóc thì mấy em sẽ tập trung nâng vào vũ trang thì nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều còn mấy người không đu tóc thì mấy người người ta sẽ tập trung vào cái gì à, dân chào và cái công kích á, cái cường công á thì nó sẽ ok rất là nhiều cho nên là mấy anh em lưu ý nha đấy có cái này có red mà anh cái này có red tăng tỷ lệ mà cái này cái này sau này nó tăng red nha cái này nó tăng red nằm trong đây nè anh quay anh anh quay định hướng 300 trăm tính năng chiến thuật nó cho anh chọn một cái chọn định hướng một cái tính năng chiến thuật cam luôn mà có sau này nó cho cái này là quay móc được nhận bảo hiểm luôn vừa tăng red mà còn vừa được nhận quà móc Nghĩa là anh quay 300 móc thì nó sẽ cho anh cho anh rưỡi hay là 300 gì đó, nó cho anh luôn một cái thẻ tính năng kỹ thuật cam tự chọn luôn. Nè, nó từng đợt ví dụ như đợt đầu tiên thì nó sẽ có đợt như thế này, đợt đầu tiên sẽ là bốn cái đầu tiên nha, đợt đầu tiên nó sẽ là bốn cái đầu. 1 2 3 4 và đợt tiếp theo nó sẽ bốn cái tiếp theo rồi nó lặp lại lặp đi lặp lại cái này có tăng red mà. Cái này có móc luôn á, móc này, sau này nó còn cho nó cũng cho kể cả phôi tinh thông nó cho thưởng tinh thông, này nó có móc mà. Rồi, giờ, chia sẻ thôi thì mấy em siêu mới mấy em sẽ siêu... À, khi mà mấy anh em trong cuộc chiến đua được chiến ấy, thì đúng mấy anh em sẽ dùng mọi cách để mấy anh em đua được chiến cho nên là mấy anh em sẽ chạy nhiều cái nó bị vội quá khi mấy anh em vội sau này mấy anh em chỉnh lại nó mệt nha cho nên là cứ đi từ từ chậm rãi và nó hiệu quả thôi thì nó sẽ ok rất là nhiều đó vậy thôi Các này bé siêu kỹ nhiều không nói coi tôi tướng thôi ok phun bảo kích. rồi, rồi, ok ha. À thì tướng trang bị ok rồi, coi tử thỉ, con bóng coi. Tăng sát thương thêm. Ui, tôi test thử là luôn nha mấy anh em. À, quên, con điên bóng này con điên bóng một, Trời ơi. Má chán thiệt luôn á lâu lắm rồi tôi mới vô được một cái đặt, nó có cái thẻ này mà cái thẻ này đang là thẻ HP nữa mà nó có cái dòng giận dữ nữa mà cũng điên bóng này lại là cũng đi bóng một ở quế thì chứ <laughs> tôi vô tôi tiếp thử là cái này nó có tương tác cái này cũng đi bóng không mày, chán mà má thất vọng thiệt <laughs> rồi ok thôi không sao thẻ đẹp thẻ đi bao đẹp luôn mẹ thẻ khó dòng HP mà còn thêm dòng ẩn nữa hai dòng tăng sức hơn thêm Chi đạp đâu có đam đâu bút mấy anh em. Rồi, ok mấy anh em. À chi đạp bút cho điên bóng á hả? rồi ừ. Chắc có chi đạp bút cho điên bóng chắc chắn tăng thêm đam rồi. Rồi ok mấy anh em ha. À, tiếp theo thôi, này khá là ngon về tướng thì chỉ chia sẻ về cái tính năng kiến thuật thôi, còn lại tướng thì cứ đơm thôi. Nhưng mà dế này xả đi. Để là nhiều làm gì? Thiệt. Nạp cho cân lại nha, nạp cho cân lại thường á là nếu mà để cân bằng nhất á là tỷ lệ là 10 năm 10 năm nha ví dụ như 10 năm hoặc là 13 ví dụ như nạp cái này 10 thì cái này phải 3 ví dụ như uh, nạp vô một triệu đi thì đâu 73 cái này 700 cái này 30 đâu cái này 700 cái này 300 nó chia đều ra xấu thường là 64 thì thiệt nạp có 1 triệu thì 64 còn 2 triệu thì chia ra tại vì mấy này mấy em nạp 13 hay là bao nhiêu cũng được nha tỷ lệ cho nó đều còn nếu như mà mấy em nạp chuẩn luôn á thì mấy em nạp 333 nha tỷ lệ 333 là chuẩn nhất mẹ tỷ lệ b 333 7 ngày là chuẩn nhất mấy anh em mẹ 333 là số 1 nha mấy anh em mẹ ông nào mà biết nguyên tắc 333 là nguyên tắc 333 là số 1 nha đặc biệt là cho mấy ông siêu mới nha siêu mới là 333 là số 1 nha siêu mới nếu bây giờ cải được siêu siêu mới tuyệt vời nhất là 333, 333. mấy ông biết cái ba cuối cùng là gì ông ba này nè một nè ba nè ba nè ba nè trăm ngàn nha đó <laughs> 100.000 trên web bay ở mỗi cuối tháng nha mấy em, ba dí đỏ, ba dí đen, ba dí siêu kỹ, tỷ lệ 333 nha. Yeah. Rồi, ok, đó là ạt uh, bánh bao ở Silver 500.